Một căn nhà tọa lạc trên đường nhựa như thế này, đối diện nó là một bờ kênh rất là thoáng mát và trường trung học cơ sở Mỹ Phước, kế sát với đường DA11 của Mỹ Phước 2, và bên kia chính là khu công nghiệp của Mỹ Phước 2. Và căn nhà ở đây quý vị, 5 x 30, thổ cư là 100%. Một cái mức giá bán rất rẻ, đó là 2 tỷ 380 triệu, gần như bằng giá đất, và tặng nguyên một căn nhà cấp 4 có sân, xe, phòng khách, phòng bếp và 3 phòng ngủ, xây dựng để ở. Có thể thấy bậc tam cấp rất là cao. Về ngôi nhà bên trong thì khá là thoáng mát, và vật liệu xây dựng cũng khá cao cấp, từ nước sơn cho đến là gạch lát nền. Gồm 3 phòng ngủ như vậy, nhà vệ sinh, không gian bếp. Quý vị đừng quên liên hệ cho Địa ốc Long Trường Phát qua số điện thoại là 0937105887 nhé.